Thủ tướng Hungary nói ông Trump là hy vọng cho hòa bình Ukraine. Thủ tướng Hungary Orbán nói cựu Tổng thống Mỹ Trump là người có thể chấm dứt xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Người Ukraine có nguồn cung vô tận vì họ nhận được tất cả những thứ đó từ người Mỹ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trong sự kiện với truyền thông Đức ở Berlin hôm 11 tháng 10, cho rằng sự ủng hộ của Washington với Kiev đang kéo dài xung đột Ukraine. Thủ tướng Orbán khẳng định ông đứng về phía Ukraine vì Nga đã vi phạm luật quốc tế, song ông kêu gọi các bên dừng bắn ngay lập tức. Nếu không, xung đột sẽ lan tới châu Âu và có thể khiến hàng chục nghìn người chết. Tôi yêu chuộng hòa bình, vì vậy tôi muốn dừng bắn lập tức. Bất kể người Ukraine có nghĩ gì về điều này, ông cho biết. Thủ tướng Hungary cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden làm leo thang căng thẳng với Nga. Ông Joe Biden đã đi quá xa với những bình luận về ông Putin. Ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump là hy vọng cho hòa bình ở Ukraine, ông Orbán nói, song không nêu chi tiết. Cựu Tổng thống Trump hôm 9 tháng 10 nói rằng Mỹ đang truyền tải sai thông điệp tới Nga, sau khi ông Biden nói ông Putin không đùa khi cảnh báo sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine. Hồi tháng 3, ông Biden gây tranh cãi khi nói rằng ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền. Điện Kremlin sau đó chỉ trích phát ngôn này là không thể tin nổi. Tổng thống Mỹ sau đó giải thích phát biểu của ông chỉ thể hiện bức xúc, không phải dấu hiệu Mỹ thay đổi chính sách. Ông Trump cho rằng Washington cần khôn khéo, nhanh nhạy, biết nên nói gì, làm gì để tránh xảy ra thế chiến IEE. Trump hồi tháng 8 cũng tuyên bố rằng nếu ông còn tiếp tục nắm quyền, Tổng thống Putin sẽ không mở chiến dịch quân sự ở Ukraine mà chọn đàm phán. Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 và xung đột đang dâng cao sau cuộc tập kích dung chuyển loạt thành phố Ukraine hôm 10 tháng 10. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 4 tháng 10 ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Putin, nhưng vẫn để ngỏ đối thoại với Tổng thống khác của Nga.